chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Hải nha. Đấy, rất là vui khi ngày hôm nay Hải lại có mặt tại đây và đi quay chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác xem. Hải đang có mặt tại xã Bản Liền thuộc huyện Bắc Hà, thành phố Lào Cai. Và ở đây thì là người ta đang tổ chức lễ hội xuống đồng. Và đây là cũng là lần thứ hai Hải đến đây rồi các bạn. Đấy, ở đây thì là người ta đang tổ chức các trò chơi dân gian cũng như là biểu diễn văn nghệ. Và bây giờ thì Hải xin mời ông bà cô dì chú bác ghé thăm cái lễ hội này nhé. Và cùng khám phá cùng với Hải. Xin mời các bạn. Một buổi sáng cái khung cảnh rất là đẹp quá. Ở trên kia thì những cái đám mây kìa, dưới thì nhà. Và một cái thời tiết se se lạnh rất là tuyệt vời ở trên vùng cao. Ở khu vực này thì mình thấy là các thanh niên trai tráng cũng như là một số các bác trung tuổi, người ta đang chơi con quay. Cái con quay này thì mình Hải giới thiệu cho ông bà, cô dì, chú bác rất là nhiều rồi. Ui, người đấy, nó vẫn quay này. Đấy. Cái con quay này mình hay đi quay chợ phiên chia sẻ cho mọi người ấy, thì thấy con người ta bán con quay này ở trên chợ. Và những con quay này người ta bán từ 20, 30 đến 50 nghìn các bạn. Đây này, đây này các bạn nhìn thấy chưa? Đây. Đây này. Con quay nó bằng gỗ và nó không có đinh nhá. Đấy. Và em chào anh nhé. Mình đang chơi trò chơi này. À. Đấy, con quay này ở trên chợ là hay thấy người ta bán này nhỉ. Đấy. Người, các bạn nhìn thấy là ở đây là có một cái gậy nhá. Cái gậy ngắn và buộc vào một cái dây. Cái dây buộc vào cái gậy chứ. Đấy, đây này. Đâu đâu? Cái trung tâm đâu đấy? À đây đây. Ấy, bổ luôn à. Ai đây? Ấy, trò. Ui, bé kia nhỏ mà chơi cù to thế. À, đây là những trò chơi dân gian và các lễ hội người ta hay chơi này. Ấy. Ui giời, chúng rồi. À, cái luật chơi này thì mình chưa hiểu lắm các bạn. Nhưng mà thấy người ta chơi rất là hay. Đấy. Ở mình ví dụ như ở mình chơi là những con cù mà nó có đinh ấy. Đấy. Nhưng mà ở đây thì nó chỉ là một cái nó không có đinh các bạn. Nó tròn và có một cái mũi nhọn làm đinh. Ấy, người một người ra cù và một người bắt đầu. Ấy, bổ các bạn. Ấy, người thứ hai. Ui, trượt rồi. Ấy. Ui. Còn người nữa mà. À kia, bạn kia chưa? Đấy, người ta chơi rất là vui các bạn. Đấy, từ lớp già đến lớp người trẻ, đầy đủ cái lứa tuổi nhá. Ví dụ bé kia là nhỏ nhất này, đấy. Các bác này thì trung tuổi này cũng chơi các bạn. Đấy, các bạn nhìn bé kia bắt đầu chuẩn bị ra cù. Ấy, hai người ra cù luôn rồi. Đấy, các bác này đã bắt đầu bổ này. Ui, trúng trúng rồi. Ui, trúng rồi. Đấy. Ui giời ơi. Đấy, hết chưa, hết chưa? Đấy, tin chưa các bạn ơi? Đấy. Chơi này em không, cháu không không hiểu hiểu luật mấy. Ấy, ra cù rồi các bạn. Trúng rồi. Như thế là được anh? À, như thế là được nhỉ. Đây bé này, bé này đây chú xem tí nào. Ui bé mà dùng cù to thế. Đấy. Đấy, người ta chơi rất là vui nhé các bạn nhé. Đây là khu vực người ta chơi những con quay, gọi là con quay của người Mông
ở trên vùng cao. Bố, ui không trúng ơi. Sấp đôi rồi. Ui không trúng ạ. Đấy, người ta chơi rất là vui. Hình như là ở bên trong kia thì còn có một số trò chơi nữa các bạn. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong kia để quay chia sẻ cho mọi người nhá. Đây bên trong này các bạn này. À, đây giới thiệu với cả nhà, đây cũng là chợ Bản Liền luôn. Chợ này thì diễn ra vào sáng thứ năm hàng tuần. Còn hôm nay là hôm thứ bảy diễn ra lễ hội. Nhưng mà nếu mà người ta họp chợ thì người ta họp ở đây. Và Hải quay cho các bạn rất là nhiều rồi. Có một cái đặc sản ở đây đó là chè San Tuyết Bản Liền, rất là nổi tiếng và Hải cũng lấy rất là nhiều ở trên kênh rồi. Đây khu vực người ta để xe. Ở đây có một số trò chơi phi bóng bay các bạn. Phi tiêu và bóng bay để nhận phần thưởng. Đó là những lon Coca. Đây chúng ta ghé thăm một tí nhé các bạn nhé. Đây. Không biết là có ai trúng thưởng chưa? Hình như là có một bạn trúng thưởng được con gấu hay sao các bạn? Con cá sấu chứ. Đấy, phi bóng bay. Chưa ai phi à? Hết người phi rồi à? Thôi, bây giờ thì chúng ta xuống sang khu vực này vậy. Xin giới thiệu với cả nhà luôn là khu vực chợ Bản Liền thì đa số là đồng bào dân tộc người Tây nhé các bạn nhé. Đây. Các món ăn để phục vụ khách các chị nhé. Ui, bánh rán này. Lại gặp nhau ở đây rồi. Và cái này gọi là cái gì nhỉ? À xoài lắc, xoài lắc. À, tí cháu ở đây cả chiều tí chắc chắn là qua đây ăn rồi, cứ yên tâm. Thật mà. Đây các bạn nhìn là bánh khoai chưa? Wow. Trong này cô đi sớm lắm đấy nhỉ? 5 giờ đấy, bánh khoai ngon thế. Đây là khoai lang, bánh khoai lang các bạn. Còn đây là chuối, bánh chuối. Và dưới kia thì người ta đang tổ chức bóng đá nhé các bạn nhé. Không biết là bóng đá nữ hay bóng đá nam. Đấy, bây giờ thì ngồi đồng thế nhỉ. À, ở đây là có ai live stream luôn này. À, xin chào nhé. Ờ, à, đây là cái gì đấy? Xôi à? Bánh á? À, cuốn. Đây, bánh chưng. À, đây là bánh chưng các bạn. Bánh chưng gù, đúng rồi. Đây. Ui, bạn này đang làm chẩm chéo này, đấy. Ôi, khu vực này đông nhỉ các bạn nhỉ? Đây. Xem là người ta đang chơi gì nào. Trong khu vực kia khá là đông. Mình không biết là người ta đang chơi các trò chơi gì. Đẩy gậy à? À, người ta đang đẩy gậy, không biết là vào lối nào nhỉ? Đợ. Không, đi. À, chui, à, cháu xin đi vào thôi nhé. À, dưới này người ta đang tổ chức các trò chơi các bạn. Vâng, như vậy trận bán kết thứ 2 rất nhanh. Chiến thắng thôi, vì vận động viên Thư. Thôn Lương Thảo. Đây này các bạn này, nhìn khán giả đến cổ động rất là nhiều nhá. Hôm nay là ngày người ta tổ chức lễ hội các bạn. Lễ hội xuống đồng, rất là đông. Đấy, bây giờ thì đây là người ta đang tổ chức đẩy gậy các bạn. Mình sẽ ra quay một tí các bạn. À hôm nay ở đây rộng nhỉ. Một trận đấu tranh giải ba. Xin chào. Đông thế, khán giả đông thế. Bây giờ đang đẩy gậy ấy. Đang đẩy gậy. À xin chào mọi người nhá. Đấy. Mình kênh Hải Bảo Thắng. Ôi đến đây lạnh lạnh nhỉ, thời tiết khá là lạnh các bạn, xe lạnh. Đây.
các anh em đồng nghiệp đang đứng ở bên kia. đẩy chưa anh? Đẩy xong rồi, bây giờ chuẩn bị tiến vào chung kết. À, còn nhưng mà vẫn còn đẩy gì? Còn. À, vẫn chưa. Còn kéo co với đá bóng nữa. Các khán giả bên kia rất là nhiều các bạn. À, chúng ta sẽ sang bên kia một tí các bạn nhé. Hình như là bên kia người ta đang đây là có đoạn dây kéo co này các bạn này, chắc là tí tổ chức diễn ra kéo co. Đấy, các bạn thấy là người ta mặc những trang phục màu đen. Theo như ban tổ chức chúng tôi vừa xem bây giờ trên điện thoại đây, các bạn thấy các cô mặc quần áo đẹp không? Hôm nay khoảng 3 vạn khán giả. À, các cô tí có đẩy kéo co không các cô? À, đây là đội à? À, cùng một đội. Đấy, tí là người ta kéo co ở đây này các bạn này. Các bạn nhìn cái dây này chưa? À, đúng rồi, sắp đến rồi. Rất là nhiều khán giả ở đây. Và các cô cũng là người ở đây luôn nhỉ? Mình là dân tộc Tày nhỉ cô nhỉ? Đấy, dân tộc Tày. Ở đây có đặc sản là chè San Tuyết Bản Hiền cô nhỉ? Đấy, rất là nổi tiếng nhá. À, cái... ở chợ mình cũng lấy cho khách rất là nhiều các bạn. Sau đây sẽ là tranh giải ba. Đấy. Môn đẩy gậy giữa vận động viên Tuấn và vận động viên Tráng. Xin mời hai vận động viên Tuấn và vận động viên Tráng vào sân. À, bây giờ là môn bây giờ là tranh ba rồi các bạn. Giải ba rồi. Chúng ta sẽ ra đấy một tí các bạn. À, ở đây thì người ta làm du lịch rất là nhiều các bạn, cộng đồng du lịch. Cố lên. Rất là căng thẳng các bạn. Và các vòng loại thì người ta đã loại gần hết rồi. Ôi, ngồi đứng kiểu kia chưa chân rồi. À, đây mới gọi là hiệp 1 đấy các bạn. Và thường thường là diễn ra 3 hiệp. Nhưng mà nếu mà thắng 2 hiệp liên tiếp thì xác định coi như là thắng luôn. Rồi ra vòng. Thế là đến là nhiều quay thì nhiều chưa anh? Tránh nhất thì bộ môn đẩy gậy. Hai vận động viên đang so kè nhau với đồng giải ba. Đâu, vừa lấy là vận động viên Tráng giải ba đây. À, đây là giải nhất nhì luôn đấy. Ui, một người hạng này không biết là hạng bao nhiêu cân. Anh em mà. Hàng này thì hàng bao nhiêu cân? Như vậy là trận này là tranh nhất nhì. Hai vận động viên đánh từng môn hàng. Có lẽ là những người chơi đây là không được. Chơi là ngoài vào đấy. Bao nhiêu khán giả đang đợi chờ đây này? Chưa, làm lại đi. Chưa chuẩn bị xong. Không mà không phải là ông đang chống đối với này ban lãnh đạo đấy. Hiệp hai là hiệp ba. Bây
mình sẽ ra đây quay cận cảnh cho mọi người xem. Đây các bạn. Đấu bắt đầu. Không biết là hàng cân này nó phải rơi vào hàng cân bao nhiêu. Như vậy là đồng chí Thư đến từ thôn Nam Thảng đã giành chức vô địch phỏng vấn đi ạ. Xin mời quý vị khán giả cho một tràng pháo tay cổ vũ cho các vận động viên. Bây giờ thì đã kết thúc mọi người đang phỏng vấn ấy, bạn ấy. Vấn ơi, vấn anh. Và sau anh á. Mình chỉ thắc mắc bạn khoảng bao nhiêu cân đấy? Em hơn 70 cân. Hơn 70 cân nữa. Không, mình nghĩ là phải phải rơi vào 75 cân ấy. 75 76 cân ấy. Ở đây thì rất là rộng nha các bạn nha, một cái khu không gian khá là rộng. Đây các bạn này. À đây 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 đây. Có một bác khán giả Tây thử sức này các bạn. Xin chào. Cố lên, ngồi xuống. Cao thế nhỉ ông. Bác kia là quá cao. Đoàn em à? Bình ơi, Bình. Không, đẩy gậy kiểu này là không đúng, không đúng rồi. Đây, đẩy người ta phải để cái gậy đầu này. Đấy, ngồi xuống. Lần này là thua là toang ấy. Đẩy đi. Không, đây gọi là đang cầm sức đã. Vâng, đề nghị tất cả khán giả luôn đứng pit để phục vụ các cầu thủ, không phải nhường đến chất lượng thi đấu các đội tuyển. Mà mình chứ chắc đã ăn được đâu. Rồi, vui đây các bạn. Bây giờ thì sắp sửa đến tiết mục đó là kéo co nhé các bạn nhé. Xin mời tất cả các quý vị khán giả ra khỏi sân để chúng ta tiếp tục vòng tiếp theo. Ở đây thì chắc là có cả kéo co nữ và kéo co nam. Hải vừa đến xong các bạn. Bởi vì là lễ hội người ta diễn ra từ sáng, nhưng mà sáng Hải đi quay ở phiên chợ, ở phiên chợ Cán Cấu nên Hải về muộn. Nhưng mà đến đây rất là may, vẫn còn người ta vẫn đang tổ chức trò chơi. Và không biết là tí nữa là có đá bóng hay không, chúng ta sẽ đợi chờ nhé các bạn nhé. Mình quan trọng là xem bóng đá, bóng lá lữ cơ các bạn. Đấy. Đang kéo co các bạn. 1 đôi 4 6 đôi 4 6 8 10. Mỗi một đội thì có 10 người nhé các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ đứng ở đây để xem các vận động viên kéo co. Và các bạn có thể thấy là khán giả rất là đông, người ta đang đứng đây để cổ vũ. Mỗi bên người, mỗi bên 10 người các bạn.
Nói chung là một của bộ môn kéo co là những đội dẫn thả của đội lớn. Cái khu vực tổ chức khá là rộng nên rất là thoải mái các bạn. Cố lên, cố lên. À, các vận động viên này đang chuẩn bị các bạn. Đang Chưa thổi. Lên. Đây là cao thủ vừa thắng trong đẩy gậy nhé các bạn nhé. Đấy. Rồi. Xin mời hai đội đổi lên. Hai vòng anh. Thì là cũng diễn ra khoảng 3 lượt các bạn. Nếu mà ai thắng 2 lượt đầu thì chắc chắn là giành thắng lợi rồi. Ông thì chỉ dìm xuống không, có nghĩa là chỉ có 9 người kéo thì thế là nó còn chả yếu hơn à. Ban tổ chức ta phải đếm người nhá. Tiếp theo sẽ là hiệp đấu thứ 2. Hiệp hai bắt đầu. Ôi ôi ôi. Bên này. Thế. Rồi, như vậy là thi đấu trận thi đấu thứ hai sẽ được khu trung thủ vào đội. Hôm nay em đi chơi lâu chưa? Em đi từ sáng rồi. Từ sáng này á? Thế hôm nay có tham gia trò chơi nào không? Hay à, khán giả à? Còn bạn ấy khán giả đi cổ động các bạn. Đấy. Nhà em ở đây à? Ở đâu? Cách đi xa không? 2 cây. Ơ thế gần đây nhỉ? À. Thế có người yêu chưa? Có chồng chưa? Em vẫn đang đi học ạ. Đi học á? 12 à? Hay 11? Cao đẳng à? Thế là cao đẳng sư phạm Lào Cai nhỉ? Mình học ở trên Lào Cai nhỉ? Bà mặc bộ quần áo đẹp nhỉ. Này, quần áo mình dân tộc Tây nhỉ. Đấy, đẹp nhỉ. Đội 4. Hay là cho một cái thả tim một cái. Đây là thả tim này này được. Chúng ta sẽ kéo theo thể lệ là vòng tròn. Đấy, một bạn gái người dân tộc Tây rất là xinh. Hả? Ngại gì đâu, đi chơi mà, ngại gì đâu. À, xin chào. Cố lên. Các khán giả rất là đông quá.
chuẩn bị bắt đầu. À, bây giờ thì hình như là đang đến đội kéo co của đội nữ này các bạn này. Vâng, xin mời đội nữ của trận chiến chúng ta khởi chương. Thế thì khán giả chúng ta hay đứng. Anh Hoàn không có đẹp thật vào đi, ai vào đấy? Anh Hoàn. Ây da, đi ủng kéo luôn các bạn nhá. Đấy, các cô ấy đi ủng luôn này. Người thì đi ủng, người đi dây. À vâng vâng. Đây là đội nữ nhá. Bên này thì mặc đồng phục này rất là đẹp này các bạn này. Bắt đầu chuẩn bị rồi các bạn. Đang mấy cô ấy đang hết sức là sốt ruột. Đang đợi tiếng còi của trọng tài các bạn. Bắt đầu chuẩn bị. Bắt đầu. Kéo. Ôi, cố lên. Vâng, như vậy, đầu tiên, các cầu thủ của Sà Phi đã giành bàn thắng. Xin mời hai đội, xin mời các vận động viên chúng ta trở về. Đây là những cái trò chơi dân gian rất là vui nha các bạn nhé. Thể hiện sự đoàn kết này, sức khỏe này, bền bỉ này, và cộng với khéo léo kỹ thuật nữa các bạn. Nhưng mà quan trọng là phải đoàn kết kéo cùng một nhịp và phải có sức khỏe nữa các bạn. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo sau khi kết thúc nội dung kéo co nam và nữ, ban tổ chức sẽ nghỉ trưa buổi chiều ngày hôm nay đúng 13:30. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy trở về sân vận động trung tâm Sóc Bản Liền để chúng ta cùng tham quan theo dõi hai trận chung kết ở nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ. 2-3 go! Hi. Kết thúc trận đấu, đội Sà Phi đã giành chiến thắng. Hôm nay cô tham gia cái gì không? Không. Không à? Nhà cô gần đây không ạ? Nhà ở gần đây. Nhà ở đây à? Hôm qua đá bóng thủ môn xuất sắc à? Hôm qua cô làm thủ môn à? Nhưng mà hôm nay có được lọt vào chiều nay không? Không ạ. Không được lọt à? Tiếc nhờ. Đội ba trả dây. Nào các cầu thủ ấy, một người đánh nhau thôi. Đi ra ngoài. Nước ơi. Đó, đi ra ngoài hết. Ra ngoài hết. Ô tô. Đi đó.
Ở đây thì người ta đang chuẩn bị nhá các bạn. Đây là bà cõng cháu đi lễ hội chơi nhá. Nhưng mà thằng cháu nó ngủ mất rồi các bạn. Cháu này mấy tháng rồi bà? Cháu được 3 tuổi. 3 tuổi á? À. Thế biết đi rồi chứ nhỉ? À, mua giáo này. Và lấy chơi quá nó vui quá nó ngủ mất rồi các bạn. Cố lên. Cố lên ơi. Nó mạng ơi. Cố lên ơi. Nó mạng cố lên ơi. Bình cái cho cái được. Cho cái bao lại. Cố lên. Cố lên. Trận này 50-50 nhỉ. Rồi trận này khỏe đấy. Chúng ta hãy cho khán giả đứng lui ra ngoài sân. Vâng, xin mời mời hết các khán giả đứng ra ngoài sân. Ngồi xuống yêu chắc ăn. Thế thì lực lượng an ninh chúng ta hãy bây giờ là hiệp thứ 2 nhá các bạn nhá của đội nữ. Bắt đầu. Hết sức gay gần các bạn. Nào, hai bạn cố lên. Ô. À, hai trận thắng liên tiếp các bạn. Mọi người vừa kéo xong này cũng khá là mệt các bạn. Đây là đội mình thắng hai trận liên tiếp nhỉ chị nhỉ? Đấy, mệt nhỉ. Đấy, chị này thở không ra hơi nơi rồi. Nói chung là khá là mệt các bạn. À, người ta mệt thì mình không hỏi nữa, nhưng mà đội của chị là thắng kéo hai trận thắng liên tiếp. Không phải sang trận thứ 3. Ôi,
Đây là đội giải nhất kéo co nữ các bạn. Buổi chiều thì mới diễn ra trận bóng đá nam và trận bóng đá nữ nhé các bạn nhé. Ở đây thì có một số người ở xa thì người ta cũng ở chợ luôn, bởi vì ở đây là ở chợ nên người ta cũng ở đây luôn. Vâng, chào bác nhé. Có một số người thì ăn ở đây luôn này. Ở đây thì có một số quán người ta phục vụ. Mình sẽ đi quay chia sẻ cho các bạn một vòng xem có những đồ gì nhé. À, đây có rau, một số quán chè, chè thổ cẩm các bạn, và đồ, vâng ạ, và đồ rán, bánh rán, xúc xích. Còn ngày hôm nay là không phải ngày chợ các bạn. Đấy, bánh rán xúc xích này, còn bên này có gì không? Có xôi à? À, có mía này. À đây. À, cô có bánh bánh. Mình xem bánh gì nhé các bạn nhé. Cháu xem gì cô nhé. Cái này là bánh chuối hay bánh gai cô? Cái này là bánh chuối hay bánh gai ạ? Bánh chỉ lấy lá húc về làm thôi nhá. À đây. Ngon lắm. Vâng, tí mua. Tí mua nhé. Vâng, vâng, ok. Vâng. Vâng. Nhường cho mọi người trước, nếu mà không hết là mình mua. Ôi, sorry. Đấy, khu vực này người ta cũng... hình như ở đây có quán phở này các bạn này. Đấy, ở đây có một cái quán phở. Ở đây là có trò chơi phi bóng. Không, chưa thấy ai phi nhỉ? Trò chơi phi tiêu. Trò chơi phi tiêu được gấu. Đây. Cái này trông vậy đâu mà cũng rất là khó đấy các bạn. Đây, sáng nay người ta phi được đầy đấy. Sáng nay người ta được nhiều chưa em? Mất nhiều gấu bé. Mất nhiều gấu bé à? À, đây. Ồ, có con heo đằng nữa. Con heo. Heo thú nhồi bông các bạn. Không, tí nữa đông, tí nữa người ta ăn xong người ta đi chơi. Bởi vì có một số người ta ở đây luôn ấy, người ta không về. Đây là các cô người dân tộc Tày đây. Đấy, còn khu vực sân này thì chiều mới đá bóng ạ. Đi anh bánh rán đi anh đi. Wow, con nồi gì đây? Nồi thằng cố à? Ở đây có nồi thằng cố này. Đấy. Làm bán thằng cố đi anh. À, vâng, ok. Thank you.
Rất gần các bạn. Sút thẳng rồi. Một trận một hiệp bao nhiêu phút đây? 30 phút không? 30 phút à? Vậy là trận bóng đá Lan còn một trận nữa anh nhỉ? Đây là tranh 3-4 à? Không, cái này mới là hiệp 1 thôi. À hiệp 1 à? Mới hiệp 1. Hai bên đang nghỉ giải chung kết rồi. Nghỉ giải lao giữa hiệp các bạn. Còn một hiệp nữa. Thế vẫn còn cơ hội. Tưởng là hết rồi. Có 2 quả thôi. Bây giờ thì bắt đầu đến giải bóng đá nữ nhá các bạn nhá. Hình như ở đây các cầu thủ bóng đá nữ này. Mình ở đôi nào đây em ơi? Bắc Kè ạ. Hả? Đội Bắc Kè ạ. À. Bây giờ là tranh nhất nhì đúng không? Vâng. Cố gắng lên nhá. Vâng, cố lên. Đội Bắc Kè à? Bắc Kè. Bắc Kè. Tên khó đọc kìa. Đấy, mấy bạn trẻ? Mình sinh năm khoảng bao nhiêu rồi? 96 à? À. Đừng có hốt. Đừng có hốt. Đừng có run. Cứ đá hết mình thôi nhỉ. Đấy, cứ đá hết mình thôi. Đây là đội tuyển mặc quần len áo trắng. Vâng. Thế là tối nay ngày mai nhỉ? Một là tối nay, hai là ngày mai lên truyền hình. Truyền hình Quốc hội. YouTube. Điện thoại thôi. À vâng vâng đúng rồi. Không. Nhưng mà bạn Thúy bạn ở bên kia của tuyển đạo hay là tuyển đạo à? Tuyển đạo. À cố gắng, không phải hình như mà chắc chắn là như thế. Em đá ở vị trí nào? Em tuyển đạo. À hai tuyển đạo đứng cùng nhau. Nó làm được. Đấy có hai tuyển đạo hơn bất kể. Đây có tên đấy, thôn Bắc Kè. Đây là đội nhóm đang tập trung để giao trách nhiệm ai đứng ở đâu và người ta đang Vân Vương. Đây, xin chào nhá. Mình hỏi tí. Mặt đây. Ở đây. Và bạn này ở vị trí nào đấy? Mình bắt ngôn. À không, bắt ngôn là thủ ngôn à? Không ạ. Tiền đạo. Cũng tiền đạo. Ơ thế thì vừa hai tiền đạo rồi mà.
Tiền vệ. À tiền vệ chứ. Tiền vệ. À tiền vệ. Tiền sút là biên anh ạ. À, thế chị ở vị trí nào? Mình em ở vị trí cánh. Cánh à? Kiệp 2 mới vào thôi ạ. À kiệp 2 vào à? Có ai thủ gôn đâu? Thủ gôn số 1 này. Ôi, thủ gôn đó. À. Mặc áo đeo băng tôi. Em đang so cái gôn kia là có cao tới bằng cái gôn không cơ. Cái gôn kia kìa bạn kìa. Cái gôn khá là cao nhá. Mà chị TV của anh tên gì? Mình Hải Bảo Thắng. Mà thủ gôn thì thấy tầm cao thì vừa tầm các bạn. Không biết đang có tới hay không. Mà rất xuất sắc ạ. Hy vọng là sẽ đẩy được những cú mà đối phương sút tới các bạn. Cảm ơn nhá. Một trận đấu là khoảng mấy phút ạ? 25 phút 10 hiệp ạ. À, thế là 50 phút một trận nhỉ? Đấy. Còn đây là đội tuyển thi đấu với đội tuyển Bắc Kè nhé các bạn nhé. Đội tuyển này không có tên ở sau biển nhỉ, đúng không? Không có nhỉ? Mình ở thôn gì đấy ạ? Đội 4. Đội 4 à? Đội 4 Bản Hiền đúng không ạ? À. Hôm nay là tranh nhất nhì cố gắng nhá. Vâng, ok. Một đôi mặc trang phục truyền thống các bạn. Một trong bộ truyền thống rất là đẹp. Và một bộ thì mặc quần áo thể thao. Nam, 200.000 đồng. Vâng, xin được ba đội trọng tài của trận đấu bóng đá nữ đã cho hai đội ra sân. Đấy, hai đội bây giờ bắt đầu ra sân bóng đá nữ nhá các bạn nhá, tranh nhất nhì. Hôm nay thì bóng đá trận đấu được bắt đầu để đặt lại bằng tiếng Anh là bóng chết và một pha sút bóng dễ lắm, bóng đá nữ thì dễ lắm, nó không như bóng đá nam. Sút tí vào các bạn. Hai đội tuyển bóng đá nữ thôn Bắc Kè và đội 4. Đội 4 thì đang mặc trang phục quần áo truyền thống dân tộc Tày các bạn. Còn đội Bắc Kè mặc quần áo thể thao. Đây là những cầu thủ mà xuất thân từ nông dân các bạn. Người ta đi làm rồi trong ngày lễ hội thì người ta tổ chức tham gia. Anh Phan Huy ủng hộ lên cho giải bóng đá nam và nữ. Ôi giời. Biên rồi các bạn. Chúng ta đến cổ vũ tham quan cho các trận đấu bóng đá. Bây giờ là một pha tấn công của các cầu thủ thôn đội 4. Vâng, đá bóng gọn rồi đó. Đánh đầu của lối cao chân sao? Chúng ta xác định là lối cao chân của đá phạt cho thêm của anh. Hay quá. Đánh được đá rất nhanh bên trên. Vẫn là hai đội đang trận đánh rất quyết liệt. Đội Bắc Kè đang có bóng. Vậy là một pha xử lý. Vâng, trận đấu chưa trải qua được ít phút hơn thì đã có hòa thắng được ghi và vâng, tỷ số bây giờ đã nghiêng về 1-0 về đội áo trắng nhé các bạn nhé, thôn Bắc Kè. Một pha xử lý rất là cồng kềnh và tiếp tục sẽ ra bóng cho thôn Bắc Kè. Đấy là rất mạnh lên trên. Bóng này các cầu thủ đội Bắc Kè đã có bóng ở trong chân rồi. Đặt bóng nhanh. Phát hơi thuộc về của đội 4 đã phát bóng lên. Chết sạc. Đây là một pha chốt bóng từ xa của một cầu thủ đội Bắc Kè. Phan Thế thủ môn của đội 4 đã ôm gọn quả bóng. Sút.
Để đến cái đêm, nhân này có gì để đến Tết bình tĩnh. Như vậy là hội đội chúng tôi đã có bán chân chân rồi. Đây một quả đá biên cho đội Bắc Kẹt và cầu thủ đang dẫn đội trưởng của đội Bắc Kẹt đã thực hiện một quả đá biên cho đồng đội của mình. Đây là một cầu thủ mang số 09, là một trong những cầu thủ khá xuất sắc đã tham gia đội tuyển bóng đá xã Đại Liên, tham gia thi đấu đội cho xã Đại Liên. Tấn là các cầu thủ được bắt kẹ, như vậy thì là vấn đề các cầu thủ được bốn vẫn đang chuyển bóng cho rất tốt. Ở đội bắt kẹ rồi, đội bắt kẹ đã có bóng rồi, rất khó xuất ra một quả đá biên cho đội bắt kẹ. Như vậy là bóng đã không chạm một cầu thủ nào của đội bắt kẹ. Đi tiếp đường biên ngang và phát bóng lên cho Bắc Kẹt, phát bóng lên cho đội bốn. Còn như vậy là trong trận đấu giải bóng đá nữ buổi chiều hôm nay thì hai huấn luyện viên của hai đội cũng đã cho các cầu thủ chúng ta là một kèm một và có cái sức chuẩn bị rất tốt để ở trận chung kết. Mọi người đều cho rất nhiều huấn luyện viên của các đội bóng một pha vẩy má chân trái các bạn, à chân phải chứ, vẩy má chân phải. Bóng đã chạm tay một cầu thủ của đội bốn và thêm các cầu được thử một quả đá phạt ngay trước vòng cấm địa và cách tâm thành của đội bốn chỉ tầm 5m, rất nguy hiểm. Và đội trưởng số 9 của đội bốn sẽ thực hiện một quả đá phạt. Tưởng chừng như một cú sút nhưng mà không phải, đấy là một cú chuyền các bạn. Chúng ta phải thấy là cái từ đầu chuyền đội Bắc Kè là đội bốn đã chuyền bóng cho nhau, bóng qua đội Bắc Kè. Có vẻ như là đội Bắc Kè áo trắng nhỉnh hơn về kỹ thuật các bạn. Tổ chức đề nghị quý khán giả chúng ta đứng lùi ra đội tuyển biên nam của sân vận động để không gây ảnh hưởng gì đến cho hai đội tham gia thi đấu bóng đá nữ trong buổi chiều nay. Đề nghị các tổ huấn luyện viên lượng chúng ta nhắc nhở cho các khán giả. Tiếp tục là một quả đá biên cho đội Bắc Kè, cầu thủ số 9 là một trong những cầu thủ trên đá biên cho đội Bắc Kè. Bóng được đá rất mạnh ra kia. Vẫn là các cầu thủ của đội Bắc Kè vẫn đang có bóng. Như vậy là so với hai đội thì đội Bắc Kè có lối đá kỹ thuật. Ôi! Vẫn là đội Bắc Kè. Vẫn là một bóng rất là chắn. Rất nhiều nguy hiểm đến hình thành của đội bạn. Đội bốn tiếp tục phát bóng lên. Hậu vệ một cầu thủ của đội Bắc Kè vẫn là số 9, hậu vệ rất tốt và phá bóng lên đá biên cho đội bốn. Rất cố gắng cầu thủ đội bốn, không có một cầu thủ nào ở giữa để
Tiếp tình tính về cái này đây, đây đến chứ. Đến đây đây, cái cây đây, cái đấy đây. Vàng Diễn là một trong những cầu thủ đã ghi bàn thắng cho thôn Bắc Kè. Cầu thủ mang số báo danh số 8 các bạn. Để những vị khán giả chúng ta đã phải số 8 không? Tham quan trong buổi chiều hôm nay từ trận một của trận đấu giữa hai đội bóng đá nữ Bắc Kè và thôn Đồng Bốn. Và đội Bắc Kè đã dẫn trước Đồng Bốn với tỷ số là 2-0. Như vậy là các thủ của đội bốn sẽ thực hiện một quả đá phạt góc. Như vậy là huấn luyện viên của thôn đội bốn cũng đã chỉ đạo cho các cầu thủ của mình và cần chú ý hơn cho với tất cả các quả đá phạt cũng như là quả đá góc. Ôi. Vẫn là đội tuyển bốn đúng rồi. Vào 2-1. Rất là tích tính và hấp dẫn trong buổi chiều này. Và như vậy là đàn đội bốn chúng ta cũng đã rút đầu. Rút ngắn tỷ số lại còn 2-1 các bạn. Đây. Một cú đá xoáy các bạn. Đội bóng của chúng ta đã gửi rất nhiều cái tiền cho những khán giả đến cổ vũ cho Tân Quang. Lễ hội thể thao giải bóng đá nữ Trung Quốc trong dạ. Vừa rồi là qua cái sự chủ đạo cũng như là dẫn dắt của huấn luyện viên đội bóng thì đội bóng cũng đã có bàn thắng rút ngắn chiến tỷ số còn 2-1. Đến ngày các cầu thủ đội bóng chúng ta đã phải công đánh đi. Một cú lót lòng khá là sâu các bạn, nên bóng bổng. Đấy là một cái cơ hội rất là chắc ăn các bạn. Quả đá dưới sâu quá. Khớp đi vào đấy. Sút xa. Không kịp sút rồi. Mặc dù là bên đội 4 ít cuộc phản công hơn, nhưng mà có phản công nào thì rất là nguy hiểm các bạn. Đội bóng đội Bắc Kè tiếp tục thực hiện một quả đá biên. Tiếp tục
Vừa rồi là một pha tấn công nhẹ của các thủ thủ bên các bạn. Không có gì khó khăn nguy hiểm cho đội bốn. Và đội bốn tiếp tục phát bóng lên. Tấn là các thủ thủ bên kia đã phát bóng lên rồi. Đá biên cho các thủ của đội Bắc Cạn. Chính xác. Đánh lên đẹp. Để rồi này đi. Đây rồi. Đội tuyển từ quần áo phan đến là các cầu thủ của đội các đội phản công kinh kỳ của ngoài đến công. Vâng, vậy là tỷ số càng ngày càng xa rồi. Đội áo trắng đã ghi vào rồi các bạn. Có nghĩa là bây giờ thành 3-1 rồi. Đá biên cho các cầu thủ đội bốn. Lỗi đá biên các bạn. Đá kiểu gì ấy nhỉ? Như đây là trọng tài xác định cho các cầu thủ của quả đấy vì lỗi đá biên, đá tự truyền cho mình sao ấy? Đội tất cả đội tuyển đá phạt. Đang có thủ số 9 của đội tất cả đến thực hiện một quả đá biên cho đội tất cả. Đến là đã được các bạn thành công. Ôi! Lữ là nói hay kiểu đấy đấy. Kiểu những cái cú mà nó rất là thật là lỏng. Nhiều khi đá là không trúng. Không trúng bóng ấy. Vẫn là không trúng bóng. Đây là cái quả đá viên cho đội tất cả. Và bóng được chuyển ở dưới sân. Hai đội trẻ và trận đấu rất là tốt hơn. Chúng là các cầu thủ của đội 4 đã bóng lên rồi. Đội tất cả đã không chế được bóng. Đội 4 xuất sắc. Không qua được hồng cơ của đội tất cả số 9. Rất kỹ thuật. Đến đây là đội tất cả. Dính tay rồi nha. Đây là trận đấu rất quyết liệt. Rất bình tĩnh, tự tin để bóng tới lên. Không kịp về. Tiếp tục phân bóng lên. Rất kỹ thuật, vẫn là các cầu thủ của đội Bắc Cạn đang có bóng ở trong chân. Vẫn là các cầu thủ của đội Bắc Cạn rất là kỹ thuật. Cú đá xoáy. Còn vừa rồi là một cầu thủ
tuyển số 9, tuyển Bắc Kè đã phát bóng lên phía trước. Xong rồi, xong rồi. Phạm Lưới này. Bay đi rồi. Ôi. Mạnh quá. 2 Em Lương Văn Cầu, cơ sở chế biến chè San Tết Bản Liên. 3 Vừa rồi một pha đá bóng tụt của đội Bắc Điện Đế. Đến đây đội Bắc Kè đã có bóng với Tương Trinh. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bắc Kè được hưởng quả đá biên. Đứng trước bóng lúc này đang là chuyên gia xuất phạt của thôn Bắc Kè, Vàng Thị Vấn. Vâng, chỉ truyền vào trong cho đồng đội. Hôm qua được các cầu thủ thôn tập 4. Vâng, vừa rồi thì là một pha đánh đầu lỗi của các cầu thủ thôn tập 4. Rất may là đồng đội của chị đã kịp lao lên để phá quả bóng hướng về phía khung thành của Bắc Kè. Dễ bóng lên đây. Đúng rồi đấy. Chăn ngang kìa. Các cầu thủ Bắc Kè đang có bóng. Không qua được các cầu thủ đội 4 rồi. Vẫn là các cầu thủ Bắc Kè. Phải nói là cầu thủ của Bắc Kè rất khỏe và kỹ thuật rất tốt. Vẫn là cầu thủ Huyệt. Hoan hô thủ môn của thôn đội 4. Với cú sút xuất sắc của tiền đạo thôn Bắc Kè thì vừa rồi chỉ đã bay người ôm gọn quả bóng. Huyệt. Không vào. Liên tục là những cú sút rất căng. Như trà sư phá đi thẳng về phía khung thành của thôn đội 4. Rất tiếc là cú sút vừa rồi của thôn Bắc Kè bóng đi vào xa xa. Thôn đội 4 được hưởng quả phát bóng lên. Không được, vừa rồi là một tình huống phát bóng. Bóng đi nhẹ đi thẳng vào vị trí của thôn Bắc Kè. Chân tay rồi. Tỷ số bây giờ là vẫn là 4-1 nhá các bạn nhá, nghiêng về đội áo trắng. Đội áo trắng mang tên đó là thôn Bắc Kè, còn đội 4 thì mặc quần áo đen, trang phục dài. Còn đội Bắc Kè thì mặc quần bộ quần áo trong bộ quần áo thể thao. Cầu thủ đội 4 bây giờ định phối hợp với đồng đội nhưng mà bóng không đến được chân của đồng đội. Các cầu thủ đội 4 định hợp quả đá biên. Bóng được xuyên rất mạnh lên khu vực trung tâm. Đó là các cầu thủ đội 4. Vâng, tỷ số bây giờ là vẫn là 4-1 nghiêng về đội áo trắng nhé các bạn nhé. Ôi! Rất là nguy hiểm các bạn. Đá biên, đây là một tình huống đá biên. Đứng trước bóng vẫn là Hoàng Thị Vấn. Thấy nụ cười rất tươi trên môi khi mà đội Bắc Kè đang dẫn trước đội 4 với tỷ số là 4-1. Thế nhưng quả đá biên này là Liêu Thị Trương.
bóng được đưa thẳng vào trong. Nguy hiểm. Vừa rồi thì hai hậu vệ của đá biên điều 4 xử lý tình huống bóng lập bập. Cho các cầu thủ đội bốn. Nguy hiểm. Vừa rồi thì bóng được các cầu thủ đội bốn triển khai sâu vào khu vực của vòng cấm địa của Park Hang. Nhưng hậu vệ của chúng Park Hang cũng đã rất xuất sắc và bóng đi hết đường biên dọc. Tiếp tục là một quả đá biên cho các cầu thủ trong đội bốn. Rất kỹ thuật, chúng ta có thể thấy là cầu thủ nữ của thương có cảnh rất kỹ thuật và đây là một đường truyền cho đồng đội ở phía trên. Rất là chống trải. Chuyền vào trung lộ. Kịp không? Như vậy là không kịp. Và thị vấn đá biên cho Park Hang. Không vào. Bóng ngăn cản. Vâng, như vậy thì đã có tín hiệu của trọng tài. Vâng, và đây là một tình huống bóng chạm tay các cầu thủ đội 4. Như vậy thì ở tình huống bóng trước, một cú sút rất căng của các cầu thủ Park Hang đã làm thủ môn của thương đội 4 bị đau. Và hiện giờ thì chị đang được các nhân viên y tế vào chân để chăm sóc. Vâng, cách không thành của đội 4 chỉ cần 5 mét thôi. Chết vậy! Vâng, như vậy đã sút thẳng vào gôn của đội Park Hang và tiếp tục có bàn thắng được ghi cho đội Park Hang. Vậy là rất là khó gỡ các bạn. Đến hiện tại bây giờ là đã tỷ số với tỷ số là 5-1 nghiêng về đội Park Hang. Ban tổ chức chúng tôi xin rất là khó gỡ. Mời anh Phan Huy Hoàng. Đội Park Hang mặc áo trắng nhé các bạn nhé. Và đang dẫn với tỷ số là 5-1 rồi. Đội 4 bây giờ là chỉ còn là lấy gỡ bàn vinh dự thôi các bạn. Gỡ bàn với tỷ số 5-1 mình nghĩ tại cái thời điểm này rất là khó các bạn. Vẫn là các cầu thủ đội 4 đang có bóng ở trong chân rồi. Park Hang. Trần Huy. Thắng về rồi. Vừa rồi là một pha rất và không chế được bóng và cũng đã bị đau. Một cú đá phạt lên các bạn. Cầu thủ có lưới đá phạt rất tốt của đội Park Hang đã thiểu cú đá phạt trong đội của mình. Bóng được đá rất mạnh ở phía trước. Vẫn là các cầu thủ đội Park Hang. Vâng, một cầu thủ của đội 4 đã phạt bóng lên phía trước rồi. Cả đá biên, bóng được đá rất mạnh hôm trước không qua được một tiền đạo của đội Park Hang. Rất nguy hiểm. Từ giờ thì đá ngoài nhổ ra đấy. Tấn là các cầu thủ của đội Park Hang đang thực hiện quả đá phân góc. Rất nhẹ nhàng, nguy hiểm. Vâng, Tấn sẽ đã chơi qua và tiền đạo của đội lại một pha phản công nhanh nữa các cầu thủ đội Park Hang. Một cú đá lên các bạn. Thời gian này hiệp 2 sắp sửa hết rồi. Chắc là chỉ còn vài phút nữa thôi các bạn. Và tỷ số bây giờ là vẫn là 5-1 nghiêng về đội áo trắng nhé các bạn nhé. Thông qua được một cầu thủ số 9 của Park Hang. Đội Park Hang tấn công. Đội áo trắng được gọi là đội Park Hang. Tỷ số 5-1 các bạn. Không biết là đội 4 có gỡ được đội là quả nào nữa hay không, nhưng mà hiện tại bây giờ là mới được một quả thôi.
thời gian càng ngày càng hết. Đến là các cầu thủ đội bóng phản công. Ui giời, không được quả nào quá. Sút. Hai đội đánh đầu rất quyết liệt. Sút xa. Còn vừa rồi một pha. Hai đội chiến đấu rất quyết liệt, tấn là các cầu thủ đội bóng không qua được số 9 của Bắc Kè. Một tiền đạo rất xuất sắc của đội Bắc Kè đã thắng bóng lên phía trước. Vẫn là các cầu thủ đội bóng và vừa rồi một pha tấn công nhanh cho các cầu thủ đội Bắc Kè. Vâng, như vậy là vẫn là các cầu thủ đội Bắc Kè. Có kịp không? Không kịp rồi. Giữa trí. Vâng chưa? Chúng ta còn đang chờ cơ hội mình. Đây là một cầu thủ có đá điền rất tốt. Cần mất. Phát bóng lên cho đường. Nó đấy. Dài, nó dài video. Cắt ngắn thôi. Phát bóng lên cho đường tốt kệ. Và như vậy là đội bốn tiếp tục phát bóng lên và thời gian của hiệp hai cũng đã trôi qua gần khép lại và đội Bắc Kè với tạm thời dẫn trước đội là đến với tỷ số là 5-1. Đội Bắc Kè tiếp tục được đá phạt. Vẫn là bốn cầu thủ của đội Bắc Kè. Vậy như vậy là đá biên cho đội bốn và tất cả các cầu thủ đội bốn chúng ta hãy dồn lên. Số 9 của đội Bắc Kè đã phá bóng lên phía trước. Đi luôn. 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 Đi không qua được một cái đạo của mình. Xuất xa. Đây là một cú xuất xa chứ không phải là căn ngang các bạn. Xuất xa của Vàng Trương. Trận đấu thứ hai đã hết giờ các bạn. Có nghĩa là tỷ số bây giờ là vẫn giữ nguyên với tỷ số là 5-1 nghiêng về đội áo trắng, đó là đội Bắc Kè. Đội áo trắng đã dẫn với tỷ số là 5-1 nhé các bạn nhá. Và đây là cũng là coi như là hết video lễ hội ở Súng Đồng ở xã Bản Liền thuộc Bắc Hà Lào Cai. Đấy, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã quan tâm và ủng hộ và theo dõi nhá. Xin chào và hẹn tạm biệt các bạn nhé.